Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái vấn đề ở trong cuộc sống nha. Và cái vấn đề mà hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là: các bạn ơi, các bạn nhớ là chúng ta đừng nên lái xe khi chúng ta buồn ngủ, kể cả xe đạp, xe máy, xe ô tô. Không nên các bạn. Các bạn biết không? Những cái người á mà họ bị tai nạn với cái lý do ngủ gật khi họ lái xe, đó là cái nguyên nhân làm gia tăng cái tỷ lệ tử vong rất là cao hiện nay đối với tất cả các loại phương tiện giao thông nha các bạn, nhất là xe ô tô. Có thể là do các bạn làm việc mệt, các bạn buồn ngủ. Có thể là do các bạn nhậu xỉn, các bạn buồn ngủ. Nhưng mà các bạn sẽ không thể nào lường trước được cái hậu quả của việc ngủ gật khi tham gia giao thông đâu. Nên là mình hãy cảnh giác ngay từ bây giờ nha các bạn. Các bạn nên là ngủ đầy đủ nè, và chúng ta không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Và chúng ta hãy đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông nhé các bạn. Thì có rất là nhiều người họ buồn ngủ đến cái độ là vừa đi xe mà vừa ngủ gật luôn các bạn. Các bạn có bao giờ ngủ gật khi lái xe không? Tôi thì tôi chưa có ngủ gật khi lái xe. Nhưng mà tôi ngủ gật khi tôi ngồi ở cái ghế sau các bạn. Ngồi ở ghế sau kiểu buồn ngủ quá các bạn. Cái ngủ luôn các bạn. Và ngồi ở ghế sau mà buồn ngủ thì cũng không được luôn nha các bạn. Bây giờ khi mình ngồi đằng sau mình ngủ, mình cứ cà giật như thế này. Nhiều lúc mình bị tụt tay, mình rớt là sao? Hoặc là mình cũng có thể làm ảnh hưởng đến người điều khiển xe nữa. Chính vì vậy tôi muốn khuyên các bạn là dù có ngồi ở ghế lái hay là ngồi ở ghế sau thì các bạn cũng không nên có cái cảm giác buồn ngủ khi mà tham gia giao thông. Để tỉnh táo hơn, các bạn có thể ngủ một giấc hoặc là uống cà phê cho tỉnh táo hơn chẳng hạn, rồi lúc đó mình thẳng lái xe nha. Dù có là xe đạp, xe máy hay xe ô tô, xe gì cũng vậy. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video sau với những chia sẻ thú vị hơn về cuộc sống.